Hello mọi người. Chị ăn cáp là săn dã. Hello mọi người. Quay đường này không biết có ai xem không? Chị còn hẹn khách là quay tối nay chứ quên không dặn mấy chị hôm nay vào xem. À chị gì lô thanh lô tút à? Inbox chị đi bảo là chị ơi em quay dạ chị dành vào xem vì hôm qua chị inbox chị hẹn tối. Em chào chị Lê Thảo Nguyên nhá. Em chào chị Út Cưng. Liên hay Thanh đi nhỉ? Thanh đi nhỉ? Xem ai in. Thanh gì vậy? Chị Thanh ra. Có khoác len có nhá, Trang Loan Anh nhá. Hôm nay mình lên Thập Cẩm luôn, cái gì cũng có luôn nhá. Mọi người xe clip đi, xe clip vào 10 nhóm để săn dạ 99.000 với em nhá cả nhà. Hôm nay làm sao nhỉ, cái quay. Em chào chị Thanh Tuyền, chào Hương Soha. Ở như quay giờ này các chị rảnh hơn đấy. View lên nhanh hơn. Em chào chị Kiều Trinh, hôm nay cái mà hôm nay máy nó cứ chúc chúc kìa. Không còn chỗ mà đứng luôn. Ở nhà xe clip mạnh tay lên cho em nào, lên con dạ đẹp dã man luôn này. Trời ơi, các cô ơi, các chị đứng ở đây được không? Chia sẻ like, live stream nhá. Ô con này đẹp lắm này. Đẹp dã man luôn. Chia sẻ live stream cho em đi ạ. Chia sẻ live stream và 10 hội nhóm để mua áo dạ với giá 99.000. Những chiếc áo dạ nha em mặc đều là hàng new nhá. Hàng new Quảng New, new Quảng Châu luôn này. Cái áo này thực ra là em nói thật nhá, tag nó ghi nhưng mà em nghĩ là nó dập nhầm sai. Bởi vì cái form này không thể đến size XL được. Hoặc là không thể đến size L được, cái này chỉ M, ML là cùng thôi. Không thể đến XL được nhưng mà nó dập kiểu gì ấy. Cái này mà XL mặc chật là chắc luôn. Đây form em mặc size M chuẩn. Mà em mặc lên form nó dư có một chút. Mà bình thường em thì hay mặc mấy cái dạ rộng rộng kiểu cái kiểu này nhá. Con này đẹp lắm. Chị Nhật Khánh nhắn tin gì kìa. Mà chắc inbox Nhật Khánh hỏi xem chị bảo chị đặt đôi sục cái gì ấy. Mọi người xem 42 cân mét 55 mặc rộng chị ơi. Cái này con này khoảng 57 58 cân đổ lên là mặc đẹp luôn. Mặc đẹp luôn, em mày đẹp lắm. Hoặc là tùy, có những bạn mà thích mặc form suông rộng thì mặc cực kỳ ok luôn nhá mọi người. Mà cái màu này đẹp lắm, màu này là màu đỏ cam. Mọi người share clip vào 5 nhóm giùm em nhá. Mọi người share clip vào 5 nhóm giùm em này. Cái áo dạ mình đang mặc mình sẽ bán tri ân với giá cực kỳ rẻ luôn. Mọi người chia sẻ đi ạ, biết đâu dành cơ hội mua dạ 99.000. Mua dạ 99.000 để mua dạ 99.000 để không phải mua với cái giá ban đầu của nó nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ. Em ơi ghi một chị comment đấy. Xem 10 kìa. Ghi một chị ấy. Mọi người chia sẻ live stream này chơi mini game để nhận voucher mua dạ 99.000 nhá. Hôm nay sẽ tặng cho 3 chị voucher mua dạ 99.000. Ok chưa ạ? Và hai chị voucher mua len giảm giá 30%. Được không ạ? Mua dạ với giá là 99.000 cho 3 người và tặng cho 2 chị suất mua len giảm giá 30% nhé mọi người nhé. Dạ new chị Tú Hồng ơi. Dạ new này, toàn bộ đều là hàng nguyên tăng mác luôn nhá. Dạ new ạ. Cái áo này quá đẹp luôn. Chắc là có vài cái thôi đây. Dạ new nguyên tăng mác này 488 tệ. Giá của con dạ này là 488 tệ. Mọi người nhân lên cho em đi ạ. Khoảng gần 2 triệu đấy. Nhưng mà hôm nay em bán sale cực kỳ rẻ luôn. Bạn ơi đầm baby doll nhà mình hết sạch rồi. Đầm baby doll nhà em hết sạch rồi. Ok rồi.
Cái áo em đang mặc nhá. Bây giờ mọi người chơi game cho em đi ạ. Các chị chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em nào. Lên 250 người bắt đầu em sẽ chơi game. Tặng 3 suất dạ mua áo dạ với giá 99.000 nhá. Và giảm giá. À hay thôi tặng áo nỉ đi cho chị áo nỉ em ơi. Và 2 suất tặng áo nỉ nhá. Cho chị áo nỉ. Nỉ gì cũng được. Nỉ kẻ nỉ kiếp gì đấy. Nỉ gì cũng được nhá. Em đang thôi. Ok chưa ạ? Bây giờ em sẽ tặng 3 suất mùa dạ 99.000 và tặng liên tiếp 5 chị, mỗi chị một chiếc áo nỉ như này được không ạ? Áo nỉ kẻ bên em này, áo nỉ này quá hot rồi nha mọi người nhá. Ok không ạ? Rồi. Và tặng voucher mua dạ 99.000 là áp dụng bất kỳ với một sản phẩm nào mua trong live stream này, chứ không nhất thiết là phải cái áo như em đang mặc. Bởi vì có những khi cái áo em mặc các chị mặc không vừa ấy, các chị chỉ cần lựa một cái nào vừa với mọi người trong cái live stream này, inbox cho bên em là sẽ mua được giá 99.000 nhá. Ngô ngọt lấy áo mình đang mặc, cái áo mình đang mặc chỉ còn đúng một chiếc duy nhất. Tag nó ghi là size XL, nhưng mà mình nói thật, cái này chỉ tầm size L thôi. Chỉ tầm size L ở đây nhá, người em là mặc size M chuẩn. Mà em mặc có hơi rộng một xíu thôi. Thế nên là cái size này khoảng 58-59 cân đến khoảng 65 cân là mặc được rồi, không cần phải to quá. Bởi vì form này cũng là form vừa người. Tay cực kỳ đẹp luôn này, tay cực kỳ đẹp luôn này. Ok chưa ạ? Mọi người chia sẻ chưa ạ? Chia sẻ 10 nhóm đi ạ. Rồi ok. Lên dùm em thêm 20 người xem nữa này. Cái áo em mặc em chưa tìm được size S. Bởi vì mọi người ơi, thực ra là hàng lô về ấy, nó vẫn đang để lẫn lộn nhà em. Thật sự là chốt đơn có mất quá nhiều thời gian. Tức là lượng đơn nhà em đi rất là nhiều nên em không thời gian ngồi lọc, mọi người thông cảm nhá. Em chưa lọc, tính ước chắc là sẽ tìm được cái áo này size bé hơn. Nhưng mà nó đang bị lẫn ở đâu đấy quanh đây. Vì nhiều cái màu đỏ quá, không biết là cái nào. Ngô ngọt mà lấy áo đang mặc thì để lại số điện thoại em nhá. Áo đang mặc là 470.000 nhá. Ngô ngọt mà lấy thì để lại số này. Giá tác là gần 2 triệu. Giá tác là gần 2 triệu nhá mọi người nhá. Mọi người có thể có thể kiểm tra giá tác ở ngay sau áo nhá. Ok chưa ạ? Rồi, các chị chia sẻ mạnh tay lên cho em nào, thêm 20 người xem nữa nào. 20 người xem nữa. Send link cô Lanh ơi. Ok, Thúy Hiền ơi, sorry tình yêu tí nữa nhá. Sau live stream này tôi sẽ lên đơn. Em ơi ghi mở hoặc Thúy Hiền ý, tí check inbox lên đơn Shopee cho bạn ý. Nào mọi người ơi, chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Để nhận voucher mua áo dạ với giá là 99.000 đây, chất dạ này. Cho các chị kiểm thoải mái luôn nhá. Áo đang mặc không có size S đâu ạ. Áo đang mặc, cái áo này tầm size L là vừa. Như em size M mặc hơi rộng một chút, size L là vừa. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Chia sẻ mạnh tay lên cho em này, thêm 20 người xem nữa. Thêm 20 người xem, ok ngô ngọt để số kìa, 48. Ngô ngọt lấy áo đang mặc rồi nhá, mình sẽ lên một cái áo khác. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Bởi vì không mấy khi mà mua được dạ giá cái giá này đâu. Thực ra là bên Trung Quốc ý, người ta hạ dàn cực kỳ nhiều. Nhưng mà không phải lô nào nó cũng đẹp nhá mọi người nhá. Tôi đang mặc size L, tôi mặc nó hơi bị rộng một chút này. Ok để cho ngô ngọt cái áo này luôn này. Chị đưa cho em chưa? Ừ, đây. Cái nốt rồi nhá. Đây là cái áo của ngô ngọt đẹp dã man luôn này. Siêu phẩm đấy, đẹp lắm. Cái giá tác của nó là 488 tệ. Bạn cứ về bạn nhân giá lên xem nhá. Cái mình mặc hết hàng mất rồi các chị nhá. Cái em mặc hết hàng rồi, mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em này. Em sẽ lấy một cái khác mặc đi. Em sẽ tặng một cái voucher. 3 cái voucher mua áo dạ với giá 99.000. 3 voucher mua áo dạ với giá 99.000 nhá. Ok chưa ạ? Cái đang mặc hết hàng rồi ạ. Nhưng ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ đi ạ. Ok, có thấy Lê Thảo Nguyên nhá. Áo này còn không, để tí mình tìm nhá, chắc là còn. Ôi con này size bé này, đây mình sẽ mặc thử con size bé nhá. Thôi rồi bây giờ chơi game phải tặng đồ cho mọi người đã nhá. Tặng voucher mua 99k này. Em viết số chị ơi. Viết số chị ơi. Nói chung là dạ hôm nay toàn form đẹp thôi. Toàn form kiểu nói chung là dễ mặc ấy, không phải suông quá. Trời ơi sao cái mác nó cứ mắc vào khó chịu quá. Đây này, form này em mặc size M chuẩn và mặc hơi chật bởi vì em đang bầu. Thì các chị mặc size M chuẩn mặc vừa này. Ok chưa ạ? Ủa? Em ghi quyển khác đi, thiếu gì cái để ghi nhỉ? Rồi ok.
Chị Nguyễn Hằng không thấy check inbox gửi hàng cho chị. Chị đặt 3 cái nỉ rồi mà chưa thấy gửi, chưa thấy gửi link. Ok nhá, thể lệ chơi game như sau. Những chị đã xe đủ vào 10 nhóm. Những chị đã xe đủ vào 10 nhóm ạ, thì nhanh tay comment cho em một con số mọi người cho là may mắn với mọi người nhá. Mỗi người được comment hôm nay, mỗi người được comment 5 lần. Bởi vì nếu em để cho các chị comment không giới hạn ấy, thì nó sẽ bị ẩn comment của rất nhiều chị khác. Dẫn đến là kiểu có nhiều chị mới vào ấy, không tương tác nhiều với lại bếp em như các chị, thì comment nó sẽ không hiển thị nhá. Nên hôm nay mỗi người chỉ được comment 5 lần thôi, để không bị ẩn comment của những người khác được không ạ? Cái áo em đang mặc giá là 2. À đâu? Giá là 330.000 size M này. Nhưng mà em mặc hơi kích bởi vì bụng đang bầu nhá. Rồi ok, em sẽ cho gợi ý. Đây là một con số. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 50 đến 95. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 50 đến 95 nhá. Khoảng cách chỉ có 45 con số thôi, cực kỳ dễ luôn này. Từ 50 đến 95, 95 cho em đi ạ. Từ 50 đến 95 em sẽ ngồi xuống đây để xem nhá, cho dễ bởi vì nhìn gần cho nó dễ này. Chị Hương Soha 38 size, Nana Nguyễn 30 size. Chị Thùy Dung Nguyên Thi ơi size luôn nhá. Ngô Thảo 55 size, Thùy Dung Nguyên Thi 79 size. Hằng Pham 75 size, Nguyễn Thùy Dung 77 size. Hoa Hin 71 size. Chị Thùy Dung Nguyên Thi 62 size nhá. Mẫu em đang mặc em chưa tìm thấy size L, chờ em một chút. Như Quỳnh Đoàn 65 size, chị Thùy Dung 92 size nhá. Mọi người comment nhanh tay lên cho em này, đẩy view lên cho em 250 người thôi. Em sẽ cho mọi người gợi ý nhá. Nguyễn Hà My 63 size, Liên Rô 51, 52, 50 size nhá. Liên Rô 3 lần đấy, mỗi người chỉ được comment 5 lần thôi nhá. Không, chị 48 cân vừa size M không? Kiếp kéo này form bé này. Kéo này form bé lắm, khoảng 48 đến khoảng 55 cân này, em nghĩ là ok rồi. Chị Liên Rô comment nhiều quá, 56, 57 size nhá chị nhá. Chị Như Quỳnh Đoàn 93 size, chị Hoa In 95 size, Liên Rô 59 size. Những ai đã comment đủ lượt mà bị sai em sẽ không đọc tên nữa này. Chị Thùy Dung Nguyên Thi 81 size, chị Nguyễn Hà My 77 size, Mi 57 size nhá. Mọi người comment nhanh tay cho em sẽ cho mọi người thêm gợi ý này. Chị Út Cưng 59 size, Hoàng Hiền 68 size, Út Cưng 89 size. Rồi em sẽ cho gợi ý luôn cho nhanh. Đây là một con số chẵn nhá. Đây là một con số chẵn này. Đây là một con số chẵn ạ. Số chẵn cho em này các chị ơi. Số chẵn nhanh tay comment và chia sẻ nhá. Những chị vào sau chưa biết thể lệ chơi thì vui thì nhanh tay chia sẻ giúp em vào 10 hội nhóm. Sau đó comment cho mình cho mình 5 con số may mắn bất kỳ nằm trong khoảng từ 50 cho đến 95 nhá. Chị Phương Thảo 70 size, chị Nguyên Hương 53 size, Minh Huyền 90 size, Phạm Jenny 94 size. Nào con số chẵn cho em nhá các chị nhá, là một con số chẵn đi ạ. Như Quỳnh Đoàn 88 size, Nguyễn Hà My 88 tiếp liền sau size luôn, một loạt comment 88 là nào. Trên mặt em có chữ nào gợi ý là số 88 à? Nguyễn Hà My 76 size, Lê Thảo Nguyên 86 size. Nào mọi người ơi, nhanh tay comment và chia sẻ nhá. Áo mình mặc chỉ có một màu đỏ đun thôi ạ. Chị Nguyễn Hồng Nhung ơi 90 size nhá, Nhung nhá. 82 size luôn. 82 size luôn. Hoa Hin như comment quá hay sao ấy. Hoa Hin 68 size nào. Hôm nay mỗi người chỉ được comment 5 lần thôi, bởi vì nhiều khi các chị comment nhiều sẽ bị ẩn comment của những chị khác ạ. Nguyễn Thủy Dung 88 size, Nguyễn Hà My 84 size. Thế nên là hãy chọn những con số may mắn, thật sự may mắn đi ạ. Đừng comment bừa nhá mọi người nhá. Chị Thùy Dung Nguyên Thi 76 size, chị quá lượt đoán rồi nhá chị ơi. Chị Trần Thị Thu Hương 98 size, Như Quỳnh Đoàn 74 size, Nguyễn Hà My 54 size. Nguyễn Hà My cũng đoán khá là nhiều rồi. Em có thấy chị Hoàng Thơm này. Rồi ok mọi người ơi, em cho gợi ý nhá. Đây là một con số chẵn nhỏ hơn 80. Được chưa? Có bán áo mình đang mặc nhá. Đây là một con số chẵn nhỏ hơn 80. Là một con số chẵn nhỏ hơn 80 này. Nhỏ hơn 80 cho em nhá. Số chẵn nhỏ hơn 80 này các chị ơi. Nhanh tay comment cho em đi ạ. Hiệp Trương 82 size, Lê Thảo Nguyên 64 size, chị Thùy Vân 77, 73, Dung Sobin cũng size luôn.
Nào, số chẵn nhỏ hơn 80 ạ. Gợi ý mới đấy ạ. Số chẵn nhỏ hơn 80 cho em nhá. Số chẵn nhỏ hơn 80 này các chị ơi. Những chị nào vào sau mà chưa kịp biết thể lệ chơi thì nhanh tay chia sẻ và comment con số may mắn của mình nhá các chị nhá. Chị Phương Thảo 66 sai. Nguyễn Phương Anh 66 sai luôn. Hoàng Thơm 70 sai nào. Ngọc Bích 70 sai gần đúng rồi nào các chị ơi. Là một con số chẵn, là một con số chẵn nhỏ hơn 80 giúp em nhá. Là một con số chẵn nhỏ hơn 80 giúp em này. Số chẵn nhỏ hơn 80 nhá này. Để nhận được chiếc dạ với giá 99.000 đều là hàng nguyên tao mác Quảng Châu nhá mọi người. 58 trang bi ok đấy, có một người comment đúng rồi, trang bi 58 sai đấy nhá. Rồi ok, con số may mắn của ngày hôm nay là con số 72, các chị nhìn thấy không ạ, nó bị ngược. Mờ quá, Phương ơi, viết mờ quá, nó bị chói. Số 72 nhá, đây là đang bị ngược ạ. Bị ngược bởi vì em quay camera trước nó bị ngược này. Ok, số 72 chị comment đầu tiên. Chị comment đầu tiên là chị Phương Lê. Chị Phương Lê vui lòng cắp lại màn hình chia sẻ 10 lần dùm em. Chị Phương Lê cắp lại màn hình lượt chia sẻ dùm em này. Rồi inbox cho em nhá. Sau đó là chị sẽ được chọn một chiếc áo bất kỳ trong live stream này, được mua với giá 99.000, áp dụng cho áo dạ này. Ok, tiếp theo em tặng 2 suất mua áo dạ 99k cho các chị vào sau chưa kịp chơi đoán số như sau. Bây giờ mọi người comment dùm em theo cú pháp mua dạ 99k kèm số điện thoại nhá. Mua dạ 99k kèm số điện thoại đi ạ. Mua dạ, chị mặc cái bé khó chịu đấy. Mua dạ 99k kèm số điện thoại nhá. Mọi người comment theo cú pháp ạ. Mua dạ 99k kèm số điện thoại. Mua dạ 99k. À cái áo em mặc vừa nãy chị nào hỏi size L, nó có size L đây nhá. Mua dạ 99k. Mua dạ 99k nào, nhanh tay đi ạ. Tiếp tục một cơ hội nữa đi. Chốt cho hai người luôn. Mua dạ 99k kèm số điện thoại đây. Cái giống hệt đấy, size L. Mua dạ 99k kèm số điện thoại này. Mua dạ 99k nào, đừng có thấy em không nữa. Comment theo cú pháp cho em cho nhanh đi nào. Mua dạ 99k nhá. Chưa thấy ai cả. Mua dạ 99k kèm số điện thoại ạ. Nhưng mà tít Jenny à, Phạm Jenny ơi, bị ẩn comment nhá. Bị ẩn comment ok. Mua dạ 99k, chúc mừng bạn Hoa Bé. Hoa Bé nhá, bạn Hoa Bé cắt lại màn hình cho mình này. Hoa Bé là một này. Bạn Hoa Bé là một này. Bạn Nguyễn Thơm hay Nguyễn Thom gì đấy, không giấu nhá. Nguyễn Thom, để lại số điện thoại và cắt lại màn hình cho em này. Ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Rồi tiếp tục nha. Bây giờ em sẽ bán khoảng 5 con dạ rồi em quay ra tặng 5 suất áo nỉ nhá. Tặng 5 suất áo nỉ. Ok chưa ạ? Như lời comment như lời nói ban đầu luôn. Bây giờ em sẽ lên kéo dạ như vừa nãy em mặc này, bán giá tri ân cho mọi người luôn nhá. Để em xem cái giá tác nó là bao tiền. Con này không thấy giá luôn. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, chất dạ cực kỳ đẹp luôn, không thấy giá. Nhưng mà thường là dạ này toàn tầm từ rẻ nhất là tầm 1 triệu cho đến 3 triệu rưỡi một cái nhá. Nhưng mà hôm nay, nhưng mà nhà em ôm được lô sale của Quảng Châu nên là giá cực kỳ rẻ luôn này. Cái dạ như em mặc này, cái dạ như em mặc, em đang mặc size L. Bình thường là em mặc size M chuẩn những bụng em bầu này, em phải mặc sang size L này. Ok chưa? Phong dạ này là phong dạ vừa người. Áo dạ như em mặc có size M và size L. Chị nào lấy áo dạ này em sẽ bán với giá 299.000 cho hai người nhá. 299.000 ạ. Ai lấy áo dạ em mặc comment là 299k kèm số điện thoại. Ok chưa? Kèm cả size cho em này. Size M còn một cái và size L còn một cái. 299k nhá. Chất dạ cực kỳ đẹp. Đây là hàng dạ new luôn này. Đây là nó đang bị bóng á. À, mẫu form này thì lại không có XL, form này chỉ có size M và size L thôi. Size M và size L thôi. Ai lấy áo dạ em đang mặc thì comment là 299k. Form này cực kỳ dễ mặc, đây là màu đỏ đun nhá. Mà thay đồ đi, tự đi tìm đồ á. Kệ cho bạn ấy mặc đi. Mặc nỉ nữa xem ở ngoài kia còn nỉ kẻ không. Mặc nỉ kẻ đi. 299k, chị Phượng ớt lấy size L là cái em đang mặc này. Chị Phượng ớt chốt size L hết mất rồi, chỉ còn một cái size M thôi cả nhà ơi. 299k size L của chị Phượng ớt này. Em thấy không? Phượng ớt size L này. Còn một con size M này 299.000 nhá. 299.000. Còn một con size M. Ai lấy comment là 299km nhá. Đây còn con này size M này, hai lớp nhá.
có màu khác, chờ em một chút này. Lên một con màu ghi size M. Chị Minh Huyền chốt 299k size M. Ok chị Minh Huyền này. Chị Minh Huyền, ôi con dạ mũ này đẹp lắm luôn này, hôm trước chốt tranh nhau mà không có. Đây hôm nay em tìm thấy thêm một em size M này. Đang ơi xong lọc dạ cùng giống giống nhau vào cho chị với. Hôm qua em xếp lẫn lộn mà chị chả biết cái nào với cái nào nữa. Đây nhá, con này size M này. Con này còn đúng một chiếc size M. Giá tác là 528 tệ. Giá tác là 528 tệ đấy ạ. Đây nhá. Em dạ này có mũ này. Em dạ này có mũ. Em dạ này có mũ cho em nhá. Đây ạ. Em dạ này có mũ, chị nào lấy em để với giá là 350.000. 350k. Ai lấy comment là 350 kèm số điện thoại. 350 kèm số điện thoại nhá. Đây. Có mũ này. 350 kèm số điện thoại, con này size M. Còn đúng một chiếc này dạ mịn nhá. 350 kèm số điện thoại. 350 kèm số điện thoại giùm em nhá. Size M, size M. Ai lấy cái này comment là 350 kèm số điện thoại này. Phong này dễ mặc vô cùng luôn. Cái 299.000 hết rồi cả nhà ơi. Có màu khác luôn ạ, chờ em một tí nhá. 350 ai lấy để số điện thoại này. Ngô Thảo chốt size M 350. Ok chị Ngô Thảo này. Ngô Thảo 350 size M này. Ngô Thảo 350 size M cho. Lên một con dạ màu kem Hàn Quốc, nhưng mà con này size L cơ. Đẹp lắm luôn. Ui đẹp quá. Màu kem này. Đây nhá, đây là màu kem, phải màu trắng này. Tay đính ngọc này, xinh lắm con này, nhưng mà con này size L. Dáng váy nhá. Ôi sao hơi bẩn một tí đây này. Chắc quệt vào đâu rồi. Các chị ơi, cái này vết này nhá, chắc chắn là giặt là sẽ ra này, một tí thôi. Đây em phủi nó cũng màu đi rồi đây này. Bởi vì chắc là do lúc vận chuyển ấy, đây này. Nên em sẽ fix con dạ này luôn này. Con này thì quá đẹp rồi, size L nhá. Em ơi, riêng cái dạ này ít nhất là 50 chiếc mới có giá xỉ em nhá. 50 chiếc mới có giá xỉ. Đây nhá, bởi vì là nhà em phải ôm một số lượng rất là lớn mới có cái giá sale này cho mọi người. Cái dạ như em đang mặc là size L, em mặc nó rộng này. Em là 57 cân. 57 cân cao 1m61. 1m60, 1m61. 57 cân nhá, đây. Mọi người ơi, nhưng mà đây là dạ form váy. Nên là chị nào mà quen mặc kiểu dạ form váy thì chốt cho em này. Tay ngọc nhá, tay ngọc này. Tay ngọc này. Cái này chắc chắn là đứa nào chụp ảnh cho khách. Dây ra đây. Một vết bé tí ở đây. Đây là do các bạn ấy chốt đơn đấy, chắc là cọ vào. Thôi là bán. Rồi em sẽ bán sale cái dạ này với giá giật mình luôn này. Em bán sale con dạ này 350.000. 350.000 cho chị nào lấy nhá. Thực ra là nó không hề lộ một tí nào luôn đấy. Các chị về giặt là hết đấy. Sale 350.000 hôm trước là 499.000 đấy. Có chị nào xem live stream hôm trước của em không ạ? Em sale con dạ này còn 300. Bao nhiêu là? 350.000 sale lỗ luôn. 350.000 nhá, con này lỗ luôn ạ. Nhưng mà size L. 350.000 này. Ai lấy comment là 350 áp dụng cho ai đã chia sẻ live stream nhá. Ai lấy comment là 350. Ok chị Hường Nấm chắc chắn lấy hàng giùm em nhá chị ơi. Chắc chắn lấy hàng giùm em. Đây là dạ màu kem, các chị mặc xuông như này cũng rất là đẹp luôn nhá. Đây. Mặc xuông này cũng rất là đẹp luôn. Đây. Nó là form váy. Chị Hường Nấm này. Chị Hường Nấm chốt 350 từ ra nhá. Chị Hường Nấm chốt 350, con này còn một à? Còn một cái chưa? Ôi tiếp một con. Form này nó ghi là XL nhưng mà em khẳng định là cái form này chỉ size L mặc vừa thôi. Cái form này cho em này, em mặc hơi rộng thì khoảng 62 cân. 62 cân đến khoảng 68 cân nhá. Chị nào trong khoảng từ 60 đến 68 cân là mặc được con dạ này này. Con dạ như em đang mặc này, đẹp dã man luôn. Chị nào lấy cái dạ này không ạ? Chị nào lấy dạ này em để 410.000 à 430.000 quên. 430.000 nhá, chất cực kỳ đẹp luôn này. 430k. Ai lấy comment là 430 kèm số điện thoại nhá. 430 kèm số điện thoại còn đúng một chiếc. Hường Nấm không lấy chốt cho chị Hăng Farm đi. Hăng Farm. Ok chị Hăng Farm này. Ok. Đây nhá, cái áo em đang mặc này nó còn chưa đục cái gì luôn, xinh dã man luôn. Form này khoảng 60 cân đến khoảng 68 cân là mặc được, cái này đẹp dã man luôn. Như mình là người 57 cân nhá, mặc đây. Mặc nó vẫn đang suông suông này. Ai lấy cái em mặc không ạ? Con này đẹp lắm luôn.
đẹp lắm 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 luôn nhá, 430 nhá, không bán bớt được luôn. Con này giá tác của nó, giá tác của nó đã là 699 tệ rồi ạ, là hơn 2 triệu đấy ạ. 699 tệ. Em không chị ơi, em say xe em có về đâu. Đây, 699 tệ này, là nhân lên cho em đi. Hơn 2 củ đấy ạ. Hơn 2 triệu con dạ đấy ạ. Ok, thì mất cái đính đây rồi. Em nhìn nó rơi ở trong cái túi đó. Cái dạ này nó có cái đính ở đây này. Có cái kiểu dạng như cái hình gì ấy, đính đây này. Đây. Ờ, đúng rồi. Có mẫu, có size M, chờ em một chút đi ạ. Em tìm con nào giống nhau rồi, nó khác size ấy, bán cho nhanh. Hôm qua lọc cô đấy, con này điên này. Không cắt xong nó cho loạn hết cả sới lên đây, ok, lên một con size M. Con đấy là size gì đấy, giống hệt cái này gì đúng không? Đúng rồi, giống hệt con này. Size này là size M. Không size M à? Cái đấy cũng là gì, có cái đính không? Cái đấy cũng là đính. Nhưng mà không phải đó. Đây này. Nó thôi không có cũng được, chả sao. Ok, con dạ này size M nhá. Em dạ này size M này, size M này mình ngang bầu nên mặc nó hơi kích một chút. Size M nhá. Hả? Size M nhá, 430.000. Ai lấy comment dùm em, 430 kèm size. Đây nhá, con này là form bé, không phải là form to đâu. Có hai chiếc size M em ơi, tìm cho còn size không? Cái này giá mác là 529 tệ. 529 tệ nhá. Giá tác là 529 tệ này, bóc cái này ra. Cái đỏ 450 hôm trước hình như hết rồi chị ạ. Chắc là hết rồi. Con này là màu rêu, màu rêu đậm này. Chất da cực kỳ đẹp luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn cho em này. Chất da cực kỳ đẹp luôn nhá. Có size XL đấy nhá, con này có size M và size XL. Size M, size XL giá 430. 430k ở đây. Nói rồi mà. 420, 430 gì đấy. Có size XL đấy ạ, con màu xanh này có size XL rồi. Ok, chị nào lấy mà đã chia sẻ live stream nhá. Em bán với giá 420.000 luôn cho nhanh, bớt thêm 10.000, quên là 399. 420.000 này, con này cực kỳ đẹp luôn nhá, cực kỳ đẹp cho em nhá. Thế luôn, mình thường đi ra ngoài mua áo dài toàn gần 1 triệu bạc nhỉ. Đẹp đấy. Quá thì có giá này. Đằng sau là có cái đai này, nói chung là đẹp lắm. 430k size L, 420 nhá, Trà My. Size L này. Đây là XL rồi, em ơi, tìm các bạn cái size L đi. Em đi size L đi. Mấy con dơ dơ đấy hôm qua xếp thì phải mấy con này. Mấy con này bị lỗi mà, đây này. Nó hạ giá đấy, nó bị ít đấy. Hà My ơi, size L hết mất rồi. 1m53 nặng 53 cân, mặc size M cũng được chị ơi. Size M cũng vừa nhỉ, 1m53 53 cân. Vừa, size M vừa. Có ai lấy áo này không ạ? Nhưng mà size L hết mất rồi tình yêu ơi. Chị ly thoa một cái size M này. Size L hết rồi nhá, Nguyễn Hà My chỉ còn size M thôi. Hà My to lắm mà phải mặc size L. Áo này là 400, chị vừa bảo là bớt còn 420 đúng không? 420.000. Chất cực kỳ đẹp luôn. 50 cân mặc được đấy. Bởi vì em 57 cân nhưng em cao hơn chị 6 phân cơ. Thì chị mặc size M là được rồi. Thực ra là mọi người ạ, cái dạ này nó đánh size thế thôi. Bởi vì nó đều là hàng kiểu như là hàng tuần ý. Tức là hàng rất là đẹp của hãng, nhưng mà nó bị đánh size kiểu dạng như thế. Chứ còn bình thường giá tác toàn tiền triệu, làm sao mà bán cái giá này được. Một con dạ đỏ size S. Một con dạ đỏ size S nhá. Em sẽ mặc thử này. Mark ghi size S này. Size S 155/80A. Đây. Mark có ghi size S, nhưng không phải size M vừa. Size L không có đâu. Có màu đen, chờ mình một chút. Con này size M cũng vừa, chả phải một mình size S đâu. Con này là vai suông này. Hả? Bỏ riêng nó ra chị. Bỏ riêng đấy ra, đấy bị lỗi mà. Bỏ riêng ra đừng cho đây nữa. Xem nào, kiểm đi, vừa đấy chị được một cái bị đây. Đây nhá, nó có cái bông bông này. Cái bông này tháo được nhá mọi người. Đây này, cái bông này tháo được này. Tháo được nhá.
Con này mác có ghi size S nhưng em nghĩ là tầm size M cũng mặc được. 1m58 53 cân mặc được. Nguyễn Hà My bảo lấy size M được không? 1m58 53 cân mặc size M được không? Thì bạn ấy đang hỏi lấy size M đấy không gì? Bạn hỏi có vừa size M không để lấy size M. 53 cân. 1m53 chứ. À 1m58 53 53 cân mặc được đấy bạn ơi. Được. Được đấy ạ. Nguyễn Hà My ơi được nhá. Thì mình tưởng 1m53, 1m58 thì còn thoải mái. Cái áo này nhá. Áo này đẹp này. Cái quả bông này mọi người có thể tháo này. Áo này mắc nó ghi size S nên em nghĩ phải size M. Size S cũng mặc được ý. Ôi nó còn có một cái cài khuy ở xịn nữa này. Là một cái cài khuy. Xong mới cúc bấm. Đây nhá, cái dạ này. Cái dạ đỏ em đang mặc nhá. Dạ này là 450.000. Ai lấy comment là 450 một chiếc duy nhất. Sơn mà. Đấy, ở túi đấy. 450 kèm số điện thoại. Ok, Nguyễn Hà My chốt cái size M ấy. Rồi, cho rồi. Mà lấy các bạn ấy cái dạ xanh thì 401 được, bán chia luôn, bán cho hết thì. Cái dạ xanh vừa xong có hai cái, mỗi người chốt cái size M ấy, lấy 401 được. Cái áo này nhá. 450.000, em chịu không bớt được hơn đâu, đẹp lắm. Các chị không lấy em để lại mặc ấy, chưa có cái dạ đỏ nào. 450.000. Ai lấy comment là 450 kèm số điện thoại cho em này. Form cực kỳ đẹp luôn nhá, 450 kèm số điện thoại một chiếc duy nhất. Một chiếc duy nhất nhá, 450. Các chị ơi, chất dạ đẹp lắm. Đừng tiếc. Mác ghi size S nhưng mà cái này size M mặc cũng được, bởi vì nó là form suông. Dạ Hàn Quốc form suông nhá. Một nghìn bảy trăm mười tám. Ôi, nó phải rơi vào 3-4 triệu. Chị Thánh. Cái gì? Thánh Uyên Trang lấy này này. Ok, chị Thánh Uyên Trang này. Em xong bán một ít nỉ 8, nỉ 89. Ôi, con này một dòng váy đẹp thế. Nhưng mà lại size L à? Con này đẹp này. Con này size L dòng váy. Em ơi, lấy cho chị các màu khác đi. Có một cái tập màu lạ đâu ấy nhở? Cho chị cả màu đen. Màu đen, màu nâu lên cho chị gái. Bóc màu đen, màu nâu cho chị gái. Con này có size L. Em này size L. Ôi, mà con này đẹp lắm. Dòng váy này, chị nào mà cao cao lấy con này cho em. Con đẹp này. Mác ghi size L. Ôi, dòng váy đẹp lắm luôn này các chị ơi. Đừng chất bụng bầu nhá, bầu mặc không đẹp. Em này cũng 450.000. Ai lấy comment là 450, 50k. Con này màu đỏ cam nhá, 450k. Em này dáng váy nhá, đây này. Đây là do em bụng em đang bầu ấy. Màu đen ok, chờ mình một chút. Con này dáng váy cho em này. Đằng sau nhá, đằng sau khuy này, nói chung đây là dáng váy. 450.000. Ai lấy comment là 450 kèm số điện thoại nhá. 450 kèm số điện thoại giùm em. 450 kèm số điện thoại, con này đẹp lắm. Nhưng mà form này khoảng 58 cân đổ lên là mặc ok rồi. Em đang 57 cân này. 58 cân đến khoảng 65. Con đấy cũng đẹp. Nhìn xịn. Nhưng mà con đấy lên màu trên này nó sẽ không nổi. Nó sẽ không lên được vì nó là màu tối. Đây. Ai đấy em này comment là 450 nhá. 450 kèm số điện thoại giùm em. Không thấy giá, con này không đề giá. Con này chắc là nó ấy bằng tính tiền bằng mã vạch, nó không đề giá lên. Có áo dáng lửng, mọi người thích áo cổ lông không ạ? Tâm Đan. Dạ. Có chị màu gay. Chứ là màu này lên không nổi rồi mà. Màu đen đâu? Màu đen lấy, em lấy thì màu đen này. Khách đang hỏi màu đen. Đây màu đen này. Cái này giống cái màu ghi vừa nãy em, ba tiền nha. Cái màu ghi của mũ ấy. Mũ 350 à? Con này lên một con 350.000 này. Lên một con 350.000 giống con màu xám vừa nãy xem size gì. Màu đen nhá. Con này cũng size M luôn này. Con này size M cho em nhá. Hà chuẩn bị vào nhá. Size M này. Có mũ nhá mọi người. Em dạ suông này. Size M có mũ. 350.000 chất dạ nhá. Đây này. Mọi người nhìn thấy nó vân vân ở đây không? Xinh lắm luôn này, vân vân này. Nói chung là em này là 350.000.
Cảm ơn Tú Vân nhá, thank you Tú Vân này. Áo này 350.000 này. Màu đen cho em nhá, form suông. Có mũ nhá. Đây. Có mũ nhá. Đây này. Có mũ đâu này. 350.000. Size M. Trang bi chốt 350. Cái này size M thôi ạ. Trang bi thực ra là dạ form suông nên cực kỳ dễ mặc luôn. Dạ form suông nên cực kỳ dễ mặc. Con này màu kem size L. À màu ghi size L. Màu ghi size L cho em này hơi rộng. Em này 430.000. Thề luôn các chị đi mua mấy áo này toàn tiền tiền triệu chứ làm gì. Làm gì có giá vài trăm nghìn. Cái hình hình trái tim nhá. 400 mấy nhỉ? 430. 430.000 nhá. 430.000. Ai lấy comment là giúp em là 430k, con này đẹp lắm nhưng mà size L, khoảng 60 cân đổ lên đến khoảng 68 69 cân nhá. Đây. Kể cả bình thường như em thì em vẫn mặc những con rộng rộng như này. Đấy là do phong cách của mỗi người mặc thôi. Chứ còn con này màu rất là tây. Màu rất là tây, chất dạ cực kỳ đẹp luôn nhá. Có dạ ngắn nhá mọi người. Ai lấy em này không ạ? 70 cân vừa đấy ạ, bởi vì nó là form suông này chị này. 70 cân vừa đấy ạ. Con này quá đẹp luôn. Các chị cứ tin em, cứ mua thử dạ nhà em đi xong rồi nghiện luôn nhá. 430k. Quá rẻ cho một cuộc tình. Dạ nguyên tăng mác luôn này, các thầy cứ mua đi tặng cũng được. Có chị khách nhà em đã mua phải chục con dạ này mang đi tặng nhá. Mua phải chục cái dạ các kiểu dáng khác nhau mang đi tặng. Bởi vì nó đẹp dã man luôn ấy. Nó đẹp một cách gọi là màu nâu đâu nhỉ? Thêm một con màu đỏ. Đây cho chị con màu nâu này. Có nha em nhá, nhưng mà nó lẫn, chưa có tìm thấy. Có nhưng mà lẫn, có màu nâu. Con này size XL. Ôi làm gì đến XL, nhìn bé tí, nhìn bé hơn. Em này siêu đẹp luôn. Con này size L thôi, mark ghi toàn size thôi. Đây. Kiểu hàng tuần hiểu không? Kiểu hàng nó đánh sai không? Nó cứ lấy cớ. Thấy được cái này có ghi vào cổ này. Cái này nhá, đây. Em 57 cân mặc hơi rộng này, đây. Nó có cái này nhá. Đẹp cực luôn. Con dạ nâu này này, khoảng 60 cân đến khoảng 68 cân. Dùm em là các chị mặc ok cái dạ này nhá. Em dạ này 470.000 này. Chị nào lấy comment là 470, con này đẹp lắm. 470 kèm số điện thoại. 470 kèm số điện thoại dùm em nhá. Con dạ này quá đẹp luôn, chất dạ em này. 470 nhá, 470 kèm số điện thoại dùm em. Có livestream lên chị Lâm Phong ơi, chờ em một xíu em sắp lên lên rồi đấy. 470 kèm số điện thoại nhá. 470. Đẹp dã man luôn. 470.000 ạ. Ai lấy cái dạ này comment là 470 kèm số điện thoại dùm em nhá. Comment đúng cú pháp đi thì chị Bích Phương Lê Thi lấy nâu, nâu là nâu nào ạ? Chị comment là 470 nghe cái khuy của nó đẹp nhá đây. Cái khuy đẹp dã man luôn này. Là 470.000, chị có chắc chắn lấy không ạ? Chắc chắn lấy thì comment giùm em là 470 kèm số điện thoại nhá. 470 kèm số điện thoại ạ. Quá đẹp luôn. Nói chung các chị cứ yên tâm, cái dạ này không khác gì cái dạ trong hãng. Các chị hay đi mua kể cả là mấy cái hãng như ở mẹ mình hay mặc ấy. Mẹ chị đi mua cái dạ mỏng hơn này 4 triệu. Chả khác cái gì. 470 kèm số điện thoại nhá. 470.000 ạ. Chị Lan Nguyễn ok, chị Lan Nguyễn này. 470.000 con này còn đúng một chiếc luôn này, quá đẹp luôn chị nhá. Chị Lan Nguyễn này các chị chắc chắn lấy giùm em nhá, đỡ mất công hôm sau em lại quay lại mất công lắm. Quay lại mất công lắm, lại màu đỏ. Không điên mất thôi, sao màu đỏ nhiều tay. Màu đen này. Đây rồi, màu đen rồi. Khách thì cứ hỏi màu đen. Vừa đọc có chị Lan Nguyễn à. Ô đây là con màu xanh than ấy nhỉ. Đúng không? Đây là màu xanh than dạ dáng dài. Ui. Đây nhá, nó có một cái em không tháo ra nữa này. Đây nó có một cái để mắc vào áo đây này, tức là các chị đan vào đây nhá, đây nhá. Đây nhá. Đây, nhưng mà em không tháo ra nữa nhá cho nó đi theo áo luôn. Nhưng mà con này chị nào phải từ 1m60 trở lên. Em ơi, em ghi ở chị Bích Phương Lê Thị bên cạnh. Chị
Bích Phương ơi, để em kiểm tra xem cái nào đấy còn không nhá. Kiểm tra xem còn nào đấy không. Cái nâu đấy còn, chắc chắn còn. Em xem mấy cái đây này. Là Trích Phương à? Đúng không? Cái đấy khác à? Tăng còn có đấy. Cái đấy ít nhất là có 2-3 cái. Màu hồng phấn có. Đây là màu xanh than này. Màu xanh than cho em này đẹp lắm. Này xẻ nhá các chị nhá, xẻ này. Xẻ nhá. Ôi con này mà chị nào từ 1m6 trở lên thì mặc cực kỳ sang luôn. Em này khoảng tầm cân như em là cũng mặc được rồi. 57 cân cho đến 65 cân. 57 cân cho đến 65 cân là mặc được nhá. 57 cân cho đến 65 cân em già này này, 450.000. Chị nào lấy comment là 450k kèm số điện thoại, con này cực kỳ sang luôn nhá. 450k kèm số điện thoại này. Nó có cái ở sau để cài vào đây nhưng mà em không có cài. 450k kèm số điện thoại. Em sẽ lên một ít cả nỉ cả len luôn nhá. 450.000 các chị yên tâm đi, bình thường á, một cái dạ như này không được có giá đấy luôn. 450.000 đúng không? Không có cái nâu nó có cái tác cơ, chắc chắn luôn còn. Em cứ chụp lại chị đi tìm cái nâu rồi cho chị. Có mà đây này, nghe đây này. 450k chị Thanh Nguyên không giấu. Chị Thanh Nguyên không giấu này. Em cứ để nguyên cái này nhá, chị về chị tự cài nhá. Chị Thanh Nguyên này. À chị ơi, chị gì mà vừa bảo chốt nhở? Lấy cắt giá thế nào, shop em ở đâu là nào? Chị gì cơ? Bích Phương Lê Thi ơi, chị chuyển sang con này của em được không? Nó cũng xem size nhau này, khác hình một tí thôi. XL. Chị Bích Phương Lê Thi ơi, chị xem thử con này nhá. Đây. Nhưng mà con này size to hơn con vừa nãy một tí nhỉ. Em này nhá. Em này mác ghi XL. Nhưng mà con này không lấy XL đâu. Con này chỉ tầm size L thôi, không phải XL đâu nhá. Đây đi em, 57 cân này. Cái này khoảng 60 cân rồi, 68 cân mặc quá ok luôn này. Nhưng mà cái tag là cái tag tròn nhá. Cái tag này nó là cái tag tròn. Em này 470.000. 470.000. Chị đang lấy comment là 470 giùm em nhá. 470 kèm số điện thoại này, con này đẹp. 470 mà ai lấy con này em để 460 luôn. 460. Chị ơi 50 chiếc nhá, ít nhất là 50 chiếc cho em. Cái dạ này em bán buôn từ 50 chiếc chứ không chia kiểu bé bé như kiểu len lủng được. Màu đen có cổ ok, chờ chị một tí. 450. À 460 quên. 460 nhá. 60 cân mặc vừa cái này chị ơi, 60 cân mặc vừa thoải mái cái mặc. Em 57 cân nhá. Cái tác của nó ghi XL nhưng không đến XL đâu. Cái này chỉ đến tầm size L thôi. Đây này. Em mặc thừa thì cái này tầm 60-68 cân. 460 Huỳnh Thị Thủy Tiên ok này. Con đẹp nhỉ? Con nâu đẹp nhỉ? Huỳnh Thị Thủy Tiên nhá, ok này. Kêu cho chị với. Màu hồng à? Chị có màu nâu nhạt. Màu đen. Em thay đèn này, con này hôm qua mặc đẹp này. Cái đấy chị inbox em ơi, tháo mang xem size gì đấy. Cái đấy có phải size to nhỉ? Cái XL. Ôi. Bảo Dương nó bán sau. Bán sau. Con này bán sau, con hồng hồng ấy hả? Ok, chờ em một chút. Con dạ màu đỏ nhá. Vừa bán cái màu ghi bao tiền? 430. Cái màu ghi trái tim ấy. Đúng không? Em này cũng size L 430.000, con này cũng đẹp. Cái bọc dạ lông đâu nhỉ? Dạ cổ lông mà tháo được ý. 430.000 cho em này các chị ơi. Thực ra là cái dạ này về các chị mất 570.000 mang đi cắt ý. Thì nó vẫn là rẻ so với thị trường. Em khẳng định luôn, mấy cái dạ đi mua toàn tiền triệu thôi. Các chị cứ vào kể cả cửa hàng người ta bán đồ Quảng Châu ấy. Không khác gì nhau cả. Cái này nhá, size L, cái này form phải từ 60 đến khoảng 70 cân. 60 đến 70 cân này. Cái này form từ 60 đến 70 cân cho em nhá. Từ 60 đến 70 cân 430.000, con này là em đang sale nhá, mình thường không có giá này đâu. 430.000. 60 đến 70 cân con này mặc đẹp lắm. Mà chị nào mà thích mặc rộng 57 cân thì em mặc cũng ok luôn. 430 kèm số điện thoại đi ạ.
430 kèm số điện thoại cho em đi ạ. 430k kèm số điện thoại. Em sẽ lên một con dạ này, màu vàng. Màu vàng nhá, cái cổ lông này tháo được này mọi người này. Cổ lông này tháo thoải mái nhá. Cổ lông này tháo thoải mái cho em này. Maggi XL. Con này size L thôi, cũng khoảng 60 đến 7 đến 70 cân là mặc ok, nhưng mà cái form này form váy nên thực ra là gầy hơn một chút cũng mặc được nhá. Chị nào lấy áo này em để giá một con ban đầu là 299.000. Ai lấy comment là 299k. Ơ okay, cái kia quá chốt chưa? Cái đỏ kia quá chốt chưa? Ôi. Cái xanh than đẹp mà chị. Cái xanh than nhìn nó lạ hơn ấy, cái kiểu. Đấy đồ chị cái đỏ này, màu đỏ nhiều. Em cao 1m6 nhá các chị nhá. Con này nhá, chị nào lấy em để 299.000 ạ. 299.000 nhá. Con này xinh này. Màu này cũng đẹp. Có thấy nhóc lì 299k nhá. Hàng chuẩn bị vào bán cho tôi mấy cái nỉ không, tôi bán ra là sao ấy. Lại là một con màu đỏ, sợ bác. Rồi chị ơi, ok ạ. Con này size L bé hơn này. Cái cổ lông này tháo được nhá mọi người. Cổ lông tháo được ạ. Thanh Nga ơi, gì đấy em? Size M ok, con này size M cũng mặc được rồi đây. Nhưng mình mặc con này là thoải mái luôn này. Bởi vì nó là form mặc để mặc kiểu dáng váy như này ấy, nên là chả vấn đề gì cả. Chị nào lấy áo này em để 350.000. 350.000 nhá. Ai lấy comment là 350k dùm em. Con này mặc chảnh dã man luôn, mặc đi bốt cho em nhá. Mặc kiểu này đi bốt đến đầu gối cho em này, chất luôn. 350k. 350k không bán chân váy em mặc nhá. Em này 350k này. Ai lấy comment là 350k kèm số điện thoại cho em nhá. 350k. Chị ơi, cái này là 350.000 nhá. Riêng cái màu vàng là bán tri ân. Còn cái màu đỏ này là 350.000. Ok chưa ạ? 350k. Chỉ màu đỏ có một size thôi. Màu đen có cổ. Ok, để chị tìm nhá, nó lẫn lộn đây này nhiều lắm. 350k cho em này, quá đẹp luôn. Đây có cả khuy để cho mọi người thay nhá, khuy bấm này. Giá tác là 2.118 yên. Nó rơi vào tầm hơn 2 triệu một chút. Ok, Thanh An lấy màu đỏ. Ok này, Thanh An, như Thanh An có đơn hôm qua gộp đơn hay sao ấy. Ê, bà ơi, bà bán nỉ sale đi, nỉ 89.000 ấy. Bây giờ em sẽ sale một mã nỉ 89.000 cho các chị nhá. Còn khoảng hơn chục cái này. Sale luôn hẳn mã nỉ rẻ luôn. Mà chắc cũng ok lắm luôn ạ. Bà đi, cho một cái chốt thôi. Tôi buộc tóc lên nữa nào, lắm đó. Bởi vì làm gì có chỗ. Ok, Thanh Nga có đơn hôm qua, gộp đơn hôm qua nhá. Đấy nhá, bây giờ em sẽ xả sang mẫu nỉ kẻ. Con nhá. Gái chị không đổi, chị vẫn lấy xanh than. Chị Thanh Nguyên. Con đấy xanh than 450. Bây giờ em sẽ xả mẫu áo nỉ kẻ em đang mặc nhá. Chỉ còn 89. Chỉ còn tầm hơn chục chiếc thôi ạ. Sẽ xả với giá là 89k nhá. 89k đây. Cô là chị bỏ màu đỏ lấy xanh than. Lại lấy lại cái cũ. Lại lấy cái cũ. Có thấy chị Bình Yên nhá. Em ơi cho xem chất đi. Đây nhá, đây ạ. Chất nỉ da cá này. Chất nỉ da cá nhá. Chất không phải loại mỏng tanh nữa. Chất nói chung là chất này rất là ok. Mọi người mặc thời tiết kiểu giao mùa là ok rồi đấy ạ. Giá là 89k nhá. Phương ơi. Ai lấy thì comment cho em là cái 89. Màu đỏ vừa rồi là size L nhưng mà khoảng size M nó đã mặc được rồi. Thực ra là form váy nên dễ mặc em nhá. Ai lấy thì comment cho em là 89 kèm số điện thoại nhá. Hiện tại chỉ còn tầm chục chiếc thôi ạ. Thế nên là mọi người ai lấy nhanh thì sẽ được nhá, không thì sẽ hết hàng là không về nữa đâu ạ. Cái màu nâu kia có đấy, cái màu nâu chị ấy đặt có đấy. Hôm qua chị nhìn thấy 2-3 cái liền. Form này chị không xem sai. Form này tầm dưới 62 chắc cân đổ lại nhá. Dưới 62 cân đổi vâng, lại. Vâng, chị Nguyễn Hằng, em ơi check inbox chị Nguyễn Hằng đặt gửi link cho chị nhá. Ai lấy áo em đang mặc thì comment cho em là 89k kèm số điện thoại nhá. 89k kèm số điện thoại. Hình Nguyễn mệt vãi.
có dạ, có dạ, có dạ lông dài nhá chị nhá. Không phải tí bà quay cái livestream sát đi. Kẻ này nam mà bé thì à. Nam bé thì mặc thì mặc được chị nhá. Hoodie hình như còn một hai cái dạ tiếp đi em. Cái live này nó đang quay ra rồi. Em cao 1m69, nặng 50 cân, không ngắn đâu em ơi. Không ngắn đâu, không ngắn đâu. Dạ tiếp đi, thôi bà đi ra đi. Mệt vãi. Đi bà ngồi đi nhá, ngồi chơi đi. Mệt thế. Và tôi thích ghi túi. Hello mày. Dồn đơn cho mình nhé, cái gì đấy? Chị ăn pha mà lấy cái nỉ vừa nãy à hay gì? Ô cái khăn à? Khăn. Dạ dáng khăn nhá. Đúng rồi. Con này chỉ nó ghi max size L nhưng mà size ML đều vừa là cho em này. Dạ phong cách này như em mặc size M em mặc con này cực kỳ thoải mái luôn nhá. Chị nào lấy cái dạ này em để 350.000. Ai lấy comment là 350k giùm em. 350 kèm số lên số điện thoại. Dạ lông dài chờ em một tí. Em ơi cho chị thêm mấy bọc dạ lông đây. 350 kèm số điện thoại bọc dạ lông tròn tròn không? 350 kèm số điện thoại cho em. Đoàn Thanh Hà một cái nỉ 89 này. Đây nhá, Đoàn Thanh Hà cái nỉ này. 350.000 nhá. Tú Vân 350k, ok Tú Vân này. Tú Vân chốt 350 này, một lên một con màu nâu. Ui. Anh này sai gì đấy? 598 tệ, dã man. Ừ. Lấy kéo kìa. Thái chờ tí nhá, không bà quay xả cái ống kia nhá. Nhỉ nó đồ linh tinh. Con này phong váy bạn, các bạn nào bầu này lấy con này nó quá chuẩn luôn nhỉ. Phong này đúng cho bà bầu. Mấy chị bầu mặc con này quá đẹp. Em này phong váy cho em nhá, hoặc là các chị mặc thành dáng váy luôn cho em này. Tức là cái này là phong váy, không phải là phong cổ vét đâu ạ. Em này khoảng 60 cân cho đến 70 cân vẫn vừa luôn nhá. Đây ạ. Hả? Ai? Chị Hăng Farm lấy nỉ 89 này, ok. Này bà rút đi. Con màu nâu này cực kỳ đẹp nhá này. Con này đẹp lắm luôn, các chị mặc kiểu dáng như này xinh lắm luôn này. Nói chung là nhìn cái này nó kiểu dáng yêu kiểu sang sang ấy, tay le le nhá. Em dạ này có giá là 410.000. 410.000 chị nào lấy comment là 410k. Ô, con màu đen sang. 410k kèm số điện thoại giùm em nhá. Nhăn hết rồi. 410k kèm số điện thoại giùm em. Có mẫu 48k chị Thanh Vân ơi. 410k kèm số điện thoại này. Con này giá tác cũng khá là cao đấy ạ. Giá tác nó hơn 2 triệu nhá. 410k kèm số điện thoại. Con này đẹp lắm, các chị mới đem để mặc ấy. Màu này mặc cũng trắng da tây nữa. Mặc xuông như này không bể được cổ vét nhỉ. Đây. Bể thì cũng bể được nhưng mà nó form này nó mặc thành dáng váy. 410k nhá. Thế bán dạ, bán buổi tối nó mới thích. Buổi trưa này các chị cứ làm sao. Hôm qua tìm thì rõ nhiều mẫu đây. Cái này nó cũng có một cái ở hàng ngọc này nhá. Đây là để các chị đính vào áo này. Cái này cũng có một cái đính vào áo nhưng mà em sẽ không đính lên nhá. Con này cũng này. Ở đây chị cởi khuy ra. Lên một con dạ xanh dáng ngắn này. Mang xe L. Đúng rồi chị Lam Phong ơi, em quay buổi tối em thấy bán dạ vèo vèo ấy. Cứ hôm nào quay ban ngày là cứ làm sao ấy. Chắc không hợp vía. Đây nhá, con này khoảng 58 cân cho đến khoảng 65 cân, mặc ok. Em dạ này nhá, 299.000. Chị nào lấy comment là 299k dùm em. 299k kèm số điện thoại này, form này ngắn hơn này. 299k kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, thực ra là bây giờ ấy, mùa này thì đang mặc kiểu áo ba lỗ sen vào.
Còn đâu vào mùa đông mọi người phải tính là mọi người phải mặc vừa một cái áo len nữa, chứ không phải mặc một cái áo dạ đâu ạ. Ví dụ mặc cái áo len cổ trắng bên trong đúng không ạ, hoặc là gì đó. Hải Anh Nguyên chốt 299k này. Hải Anh Nguyên ơi con đỏ đẹp thế. Đó là chị nào phải cao nhỉ, sang rồi nhưng mà phải cao cao một tí. Con dạ đỏ này cũng tuyệt vời mặt rời luôn này. Nhưng mà phải chị nào mà cao từ 1m6 trở lên chốt cho em con này nhá, đẹp lắm. Không phải định cho hàng nghỉ không? Mấy giờ rồi? Con dài nhá, chị nào từ 1m6 trở lên chốt cho em này. Form này nhá, em 57 cân, em mặc hơi rộng hơi em mặc vừa vai này. Thế nên là khoảng 57 cân đến khoảng 65 cân nhá. Đây em đang bầu. Nên là thắt eo nó không có đẹp đâu. Chị nào mặc cái eo trên ấy nó bé. Thì mặc ok nhá. Em trả lại 450.000 cho em nhá. Chị nào lấy em để 430 cũng được, 430k. Ai lấy comment là 430. Ai lấy comment là 430 kèm số điện thoại nhá. Đấy là bán giá quá rẻ rồi ạ. 430.000. 430k nhá. Đẹp lắm, form dáng váy mà từ 1m6 trở lên mặc đẹp. 430 con này mặc sang nhá. Ai lấy comment là 430 kèm số điện thoại. Con dạ hồng à? Từ khuya chị. 430 thôi ạ. Ok, chốt chị Thanh Nguyên này, gộp đơn này. Sao thôi nè. Sao? Màu hồng này cũng bằng size con màu xanh ở đây cũng 299.000 này. Chị nào lấy con dạ 299.000 comment là 299k kèm số điện thoại nhá. 299k kèm số điện thoại giùm em này. 299k. Mấy giờ rồi? 1:40. Quay một lát nữa xong rồi chuyển sang quay đây. Cho hàng của em. Bà mặc len, bà mặc áo hai dây ấy. Khoác len á? Không, áo chui len. Mặc kiểu cửa hàng tôi còn đọc giá cho bà bán. Len thì mình đầy lên đây. 299k. Ai lấy comment là 299 nhá, 57 cân. 57 cân cho đến khoảng 65 cân. Mặc ok. Đừng móc đấy em ơi. Đừng móc màu đấy nữa. Em ơi khổ lắm cơ, có phải. Có phải là chị không muốn bán đâu. Nhưng mà nó cứ lẫn vào đây size M này. Nó cứ lẫn vào đây là màu đỏ rượu. Size M. Công nhận đấy. Con này màu đỏ rượu size M này. Màu đỏ rượu size M nhá. Cái này ha, vào mùa lạnh phát ra bán vào vèo thế này luôn. Rẻ vãi. Màu đỏ rượu này nhá, giá là 399.000. Chị nào lấy comment là 399k dùm em. Mà thôi ai lấy em để 380.000 luôn cho nhanh này. Hôm nay bán là sale ấy, đang chán đấy. Size M 380.000. Size M nhá, 380.000. Size M 380k kèm số điện thoại. Áo này cũng khoảng cỡ khoảng 60 cân đổ về thôi nhá. To hơn là không mặc vừa đâu. 60 cân đổ về thôi ạ. 60 cân đổ về thôi ạ. Cái này 60 cân đổ về cho em nhá. 60 cân đổ về ạ. Chị Anh Vũ ơi, chị nhận được áo dạ bên em chưa? Chị Anh Vũ ơi, 380.000. 380.000 chị Anh Vũ nhá. Tiếp một con size M này. Màu đỏ và có cái cài đây nhá. Em này nhá, chị nào lấy em để 420.000. CM đấy ạ, 58 cân đổ về. 58 cân, tầm đấy 60 cân thì đấy đổ về. Đây. Nó có cái tag ở đây nhá. Em cảm ơn chị Hạnh này, em cảm ơn chị Hạnh. Thank you chị yêu. Ôi, nâu đẹp vãi.
Ừ, con nâu ngọc trai. Em này nhá, màu đỏ này ở ngoài màu đỏ đẹp hơn trong cam ấy, bụng em đang phình ra, đang bầu. Nên là không có. Cái này xinh mà nhỉ, form này dễ mặc. 48 cân mà con này hơi rộng nhỉ, hơi rộng vai chị ạ. 48 cân mà con này hơi rộng vai. Ôi, con đầu đẹp mà size XL cơ, to lắm. Con này size XL phải khoảng 68 cân, khoảng 75 cân vừa nhá. Con này đẹp lắm, 499.000. Con này siêu phẩm, 499.000 này. Size XL à? Chị đọc XL đúng không? XL này, 499.000. 499.000 size XL này, form này. Form đây nhá. 499.000 size XL. 402, chị Hạnh Vũ, lấy chị Hạnh Vũ 400 con này thôi. Lấy chị Hạnh Vũ 400 con đỏ thôi. Chị Hạnh Vũ con đỏ đấy, đẹp. Nhưng không biết chị có vừa không, size M à? Không biết chị mua size gì nhá, chị không nhớ nhưng mà chắc là. Con này 499.000 nhá, đẹp lắm luôn ấy. Hôm trước khách chốt tranh nhau đấy ạ. Em này không có hàng để bán nhá mọi người. Nó là form váy này, 499.000. Còn duy nhất một chiếc sót lại. Duy nhất một chiếc sót lại nhá. Một chiếc duy nhất. 499.000 chị Nguyên Xuyên. Chị Nguyên Xuyên, ok em cảm ơn chị này. Em lên một con màu kem cho các chị nhá. Em lên một em màu kem size 13. Em lên một con dạng váy màu kem này. Em ơi cởi khuya chị ơi. Cởi khuya chị. 499 hết rồi ạ. Con này siêu phẩm nhá. Một con đỏ cam. Màu, đúng rồi là màu cam không phải đỏ cam đâu. Màu cam. L. Em màu này dáng hay đẹp này. Có len chị ơi, chờ em một tí. Em ơi bê len đi. Hái hả, chuẩn mặc len đi. Nhưng có áo gì đen không? À, có 2 giây không? Cái này size L đẹp này các chị này. Em này size L, size L đẹp nhá. Em này nhá. Em này giá là. Em này em bán giá chị ăn là 400.000. Nhưng mà sợ hở cổ. Cái này của tôi không cao. Mà 2 giây à? À đây. Cái bóc cái này được mà. Cái này có cái 2 giây đây là bà mặc được không? Mà tao hết được, chả sao đâu. Cái này hơi rộng. Bà cứ đi xem cái nào bó bó một tí mới mặc lên. Cái này có ai chốt không? Con đỏ vừa xong có size L không? Bảo nào nhỉ? Con cam này đẹp mà, 400 tròn. 399.000, ok chưa ạ? 399, con này chất đẹp lắm luôn ấy. Chất đẹp lắm ạ, đến khoảng 65 cân đổ về đấy nhá. Hả? Ờ, cũng được. Còn áo đỏ 380 không? Không không chị ơi. Em màu kem dáng váy nhá, con này cũng xịn sò luôn này. 410.000 cho em nhá. Sao con này các chị không thích nhỉ? Em thấy đẹp mà. Còn sao các chị không thích mặc kiểu váy như này? Em này ra đường chỉ cần mặc cái này không, đi một robot cổ lông đến mắc cá chân. Tuyệt vời, công chúa. Em lấy len đi em ơi. Em này nhá, các chị đi một đôi bốt cổ lông đến mắc cả chân cho em là đẹp này. 410.000 form váy nhá, con này có màu nâu nữa. Em này có màu nâu, em này cân nặng thoải mái cho em này. Size L cam chị Ngọc Nguyên, hình như cái vừa rồi là size L à? Là size 399.000 này đúng không? Đúng không? Từ đây. Chị Ngọc Nguyên ơi, chị lấy cái xanh. Ơ không phải cái này. Cái màu cam khác rồi. Đây à chị ơi, cái này ai lấy đây hả? À? Đây ạ, à, size L cam này chị Ngọc Nguyên lấy đúng không? 399 nhá, chị lấy cái này nhá. À, chốt lại cho em xem có đúng không ấy. Em tìm gì đấy? À. Bóc lưng phải bọc lên áo. 399k hết mất rồi chị Nguyễn Ngọc Phượng ơi. Bây giờ cũng được. Đừng vứt ra nữa. Rảnh à, để đấy cho mà lấy ra mà. Rảnh vãi ngồi lại còn vứt ra.
nó phải thích ghi sổ nhỉ. Tùy mẫu nhá em nhá. Mét 65, 62 cân vừa không vừa chị ạ. Thoải mái, đẹp luôn. Ôi con này đẹp quá. Em này tuyệt vời này. Siêu phẩm nhá. Siêu phẩm nhá, em này XL, vãi cả XL. Em này thì khoảng 60 đến 70 cân thôi. Không đến ý. Như em mặc con này cũng đẹp luôn này. Như em đến sẽ mặc kiểu này, em mặc xuông như này mà chỉ nào to vai mà to hơn em một tí là ok nhá. Em này 499.000 quá đẹp luôn. Nói thật là không bán được rẻ hơn đâu, đẹp lắm. 499.000 nhá. Ai lấy con này comment là 499k kèm số điện thoại. Em ơi, này tâm ra thôi. 499k này. Thanh Phương Lê. Siêu phẩm, con này có mẫu một chiếc duy nhất. Đẹp lắm, chất dạng tuyệt vời này. Chị Thanh Phương Lê đấy, 499.000. Dạ màu lông chuột. Con này chị nào cao 1m6 mặc cực kỳ sang này. Cực kỳ sang nhá. Form này khoảng 57 cân đến khoảng 65 cân. Mặc ok luôn, nhưng mà trên 1m6 em nhá. Con này chỉ có một khuy trên thôi, mặc kiểu khoác choàng váy ấy. Màu lông chuột. Sale ngay con này còn 380.000. Chị nào lấy comment là 380 kèm số điện thoại nhá. 380 kèm số điện thoại. 380 kèm số điện thoại. Ơ, tụt view kìa. 380 kèm số điện thoại nhá. 380.000 kèm số điện thoại này, mặc cực kỳ sang luôn nhá. 380 cái này chưa đục túi các chị về đục nhá. 380 kèm số điện thoại. 380 kèm số điện thoại giùm em. 380 kèm số điện thoại nhá. 380 kèm số điện thoại. Cái gì? Đen đi chị. Con màu ghi này cũng đẹp à, con màu lông chuột này cũng đẹp này. Các chị ơi, em phát lại livestream mới, các chị vào xem nhá. Em phát lại livestream mới.